Chào các bạn, bắt đầu một năm học mới sau gần 3 tháng nghỉ hè, luôn cần những động lực tích cực và tâm thế mới cho việc học hiệu quả hơn. Bản thân có được những tiến bộ rõ rệt hơn trong 9 tháng tới. Vì vậy, trường ATY có truyền thống dành những ngày đi học đầu tiên để thực hiện các hoạt động định hướng học tập, orientation. Năm nay, chương trình được thực hiện trong một tuần với hai địa điểm là tại trường và tại Vịnh Vĩnh Hy ở Ninh Thuận. Trong ngày đầu, chúng tôi khá hứng thú với chủ đề của đợt định hướng học tập năm nay, đó là những lựa chọn quan trọng trong đời, với bốn trọng tâm là chọn cách để học, chọn bạn để chơi, chọn việc để làm và chọn lẽ để sống. Hai ngày đầu của chương trình được thực hiện tại trường với nội dung chọn cách để học. Chúng tôi đã cùng các thầy cô thảo luận về những mục tiêu cụ thể trong năm học của từng lớp và cách từng học sinh cống hiến vào mục tiêu đó như thế nào. Một hành trình dài cần có đích đến rõ ràng. Và ở ATY, chúng tôi đang tự chủ tạo nên những đích đến có ý nghĩa với chính mình. Để đi được một hành trình dài, chúng ta luôn cần động lực và một nguồn động lực quan trọng là sự động viên từ tập thể. Vì vậy, chúng tôi có cơ hội vừa thảo luận với nhau để sáng tạo nên những điều chia riêng của từng lớp với những giá trị quan trọng mà chúng tôi muốn lớp mình có. Đồng thời còn được thực hiện hoạt động này hoàn toàn bằng tiếng Anh nữa. Tuy hơi bỡ ngỡ, nhưng tôi thấy cũng khá thú vị và trường mình sẽ còn nhiều dịp nói tiếng Anh trong thực tế như thế này. Tiếp theo, chúng tôi còn được học bài học về sự hợp tác không chỉ ở quy mô lớp mà còn ở quy mô toàn trường qua thử thách xây dựng đường trượt roller coaster. Dù thành công hay chưa hoàn thiện, chúng tôi cũng đã học được bài học rằng học tập không bao giờ là hành trình một mình. Và tất nhiên, hành trình học tập không phải lúc nào cũng suôn sẻ và thoải mái. Cách để học còn bao gồm cả sức chịu đựng, sự bền bỉ để vượt qua những khó khăn đó. Vì vậy, trường cũng cho chúng tôi vượt qua nhiều thử thách cả về thể chất lẫn trí tuệ, nhất là sức chịu đựng và khả năng hy sinh vì tập thể, nhằm rèn luyện cho chúng tôi tinh thần chiến binh, đúng như tinh thần của trường. Điều rất tuyệt vời của ATY là trường tổ chức 4 ngày định hướng học tập tiếp theo tại Vịnh Vĩnh Hy ở Ninh Thuận, một nơi có biển, núi, trời vô cùng đẹp và tạo ra nhiều cảm hứng cho chúng tôi. Vậy nên, từ sáng sớm, chúng tôi đã lên đường. Bài học tiếp theo trong chủ đề sự lựa chọn chính là chọn bạn để chơi. Vậy các tiêu chí để chọn bạn là như thế nào?
Đầu tiên, chúng tôi được các thầy cô cho trải nghiệm các loại hình trí tuệ đa dạng khác nhau. Thông qua đó, chúng tôi dần nhận ra loại hình trí tuệ nào mình là sở trường và loại hình trí tuệ nào mình cần cộng tác với những người bạn có ưu thế. Hai loại hình trí tuệ mà tôi yêu thích và học được nhiều bài học sâu sắc nhất là trí tuệ xã hội và trí tuệ cảm xúc. Trong trí tuệ xã hội, chúng tôi không ngờ rằng những cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng chú tâm trọn vẹn của chúng tôi với các cô chú đang làm việc trong resort lại khiến cho họ hào hứng và vui vẻ đến vậy. Lắng nghe những chia sẻ của các con người bình dị ấy, chúng tôi đã học được rất nhiều. Bên cạnh trí tuệ xã hội, chúng tôi cũng được khám phá và rèn luyện trí tuệ cảm xúc thông qua loại hình diễn xuất và cảm nhận này đây. Trí tuệ cảm xúc yêu cầu mình hiểu rõ và bộc lộ chính xác cảm xúc của bản thân, song song với việc đồng cảm và ứng xử phù hợp với cảm xúc của người khác. Vừa được những tràng cười thú vị, tôi vừa học được những bài học sâu sắc về cảm xúc của chính bản thân mình. Và điều tuyệt vời nhất là, trong hành trình này, chúng tôi còn được đồng hành với một số ba mẹ. Đó là một cảm giác thật hạnh phúc. Của định hướng học tập với chủ đề chọn việc để làm, chúng tôi dành cả buổi sáng để chinh phục đỉnh Đá Đỏ, một đỉnh núi độc đáo tại khu vực Vịnh Vĩnh Hy. Điều thú vị là mỗi bạn có sự lựa chọn đi lên đỉnh đá treo leo hay đi ngang qua con suối mát lạnh trước khi xuống núi, và đa số các bạn đều hài lòng với lựa chọn của mình. Chọn công việc cũng vậy, không thể cầu toàn mà cần phù hợp với tình hình hiện tại của mình và không bỏ quên tâm thái cầu tiến để tiếp tục phát triển tiến bộ mỗi ngày. Cả đoàn học sinh và phụ huynh ATY đã chinh phục đỉnh Đá Đỏ trong thời gian kỷ lục, làm bất ngờ cả những hướng dẫn viên leo núi chuyên nghiệp. Thì hiện tại một phần nhỏ của đoàn tụi em đã leo tới đỉnh núi núi Chúa ở Phan Rang. Hy vọng các bạn sẽ tham gia chương trình để leo núi những cái chinh phục những ngọn núi cao hơn cùng tụi em. Chúng tôi đến với nội dung chọn lẽ để sống. Đây là một nội dung sâu sắc mà chúng tôi sẽ còn cần nhiều thời gian để thẩm thấu. Các thầy cũng chia sẻ đó không phải là một quyết định tại một thời điểm mà là hành trình khám phá suốt cả cuộc đời, với trọng tâm cốt lõi là việc học, công việc chính của chúng tôi hiện nay. Tôi đã hiểu ra rằng học không chỉ bó hẹp trong lớp với thầy cô, mà học là ngay trong từng khoảnh khắc cuộc sống, học từ trải nghiệm, từ cuộc đời và từ chính những diễn biến trong bản thân mình. Vậy là hành trình định hướng học tập ATY năm học 2023-2024 đã tạm khép lại, mở ra một năm học mới thật hào hứng và nhiều điều thú vị cho chúng tôi. Hãy cùng nhau có những ngày đến trường thật hạnh phúc và học hiệu quả các bạn nhé.